hơn 40.120 đoàn viên thanh niên được giới thiệu việc làm. Đó là kết quả chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ triển khai trong năm 2023. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố Cần Thơ phối hợp với các quận, huyện, đoàn tổ chức chương trình tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hơn 1.000 bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố ra mắt hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thanh niên đô thị, trưng bày và kinh doanh sản phẩm khởi nghiệp, đồng thời thường xuyên tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, ngày hội việc làm, diễn đàn giao lưu với doanh nhân, góp phần hun đúc tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên.